xin chào các bạn với kênh Trung Tính TV nha. Thì buổi sáng hôm nay mình xin mời các bạn cùng mình xào động vật nha các bạn. Mình mới làm xào cay, xào gừng nha các bạn. Động vật xào gừng các bạn. Với lại mình làm bỏi là mướp nha các bạn. Sẵn nhà mình có thì mình cho mướp vào ăn cho nó ngon các bạn. Đây là gừng các bạn, gừng mình cắt nhuyễn nha các bạn. Với ớt nha các bạn. Nước hiểm nha, bữa nay mình xào cay nha các bạn. Đây lòng vịt mình đã cắt ra sạch sẽ nè các bạn. Thì các bạn xem video này hay thì các bạn nhớ để lại một like và đăng ký để ủng hộ kênh nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành chế biến luôn các bạn ơi. Giờ nắng các bạn, cho mấy các bạn xem thông cảm nha. Giờ chảo nóng mình cho dầu vào nha các bạn. Hôm nay mình làm cay ăn cho đã các bạn. Cho tỏi vào nha các bạn. Ăn vịt này thì mình xào gừng các bạn, xào mình cho gừng nhiều các bạn, mình ăn không có bị tanh các bạn. Vàng các bạn, bây giờ mình sẽ cho lòng vịt vào các bạn. Bữa nay là lòng đầy đủ luôn các bạn ơi. Mày, ruột, gan, huyết đầy đủ luôn. Cho ớt hiểm vào các bạn. Mình để nguyên trái nha các bạn. Cho ớt sừng trâu sắc vào nha các bạn. Mình mua con vịt các bạn, mình gam gừng, mình gam con thịt rồi mình lấy lòng với gan với lại mè các bạn, mình xào, mình có lấy những cái cổ nữa các bạn, những khúc cổ mình xào cho nó ngọt các bạn, ngon các bạn. Sáng mình mua vịt về mà mình cũng làm vịt kèm các bạn, nhưng mà không có thời gian các bạn, mình gam gừng thôi, mình gam gừng với còn mớ lòng mình xào cho các bạn xem. Các bạn có lòng vịt thì các bạn xào ăn gì thử ngon nha. Cái này các bạn xào có củ hành tây mình sắc các bạn bỏ vào đây cũng được các bạn. Cái này mà các bạn nhâm nhi thì khỏi chê luôn, hết bài luôn các bạn. Mình xào một lúc rồi các bạn, giờ mình sẽ cho mớp vào nha các bạn. Mớp nãy giờ mình trồng sẵn các bạn, có sẵn rồi mình làm mình xào luôn. Chính các bạn ha. Quá ngon. Cơm ha, cơm các bạn. Cho miếng tiêu vào các bạn.
cửa thì các bạn ơi, hết cho dễ các bạn ơi. Đây các bạn, lòng vịt xào gừng của mình đã chín rồi nè các bạn, ngon lắm các bạn ơi. Các bạn xem video các bạn nhớ bấm đăng ký và like để ủng hộ kênh nha các bạn. Thì mình chúc các bạn làm món lòng vịt xào gừng này ngon và vừa miệng nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc clip nha các bạn, ngon lắm luôn các bạn. Để mình chấm thử miếng này các bạn, thấy giòn, chấm nước đường nha các bạn, giòn ngon lắm các bạn. Và bây giờ mình sẽ kết thúc clip nha các bạn. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần là vui vẻ với gia đình nha. Chào tạm biệt các bạn.